rồi bây giờ mới đi kiếm bẻ mới dây chùm bao, đọt chùm bao để vô mình luộc á. Mới đi kiếm kiếm coi chỗ nào cái này cũng có mới mà nó không được nhiều, phải kiếm cái lùm nào nó nhiều nhiều mình hái cho nó lẹ. Đây tới đây rồi nè, có đây nè, tới đây nó nhiều rồi nè. Chùm bao hái tay vậy không à, ăn nó non mềm. Còn như người ta bẻ bán người ta cắt một khúc vậy, về cái mình lặt thêm cái đọt lá thêm nữa, chỗ này ngắt vậy vô là mình ăn luôn. Trời nắng quá nó lên ít ngọn, trời mưa nó lên nhiều lắm. Rồi, thôi đủ rồi, thôi mình đi vô. Đó, hái chùm bao này mình hái thật ngon ghê, chùm bao nhà mình hái đập ngon không à, ngon thiệt ngon nè. Rồi, đủ rồi, mình đi vô thôi. Cắt con tàu lá chuối này nè, chú mình đem vô để mình quấn cá rua hồng để nướng nữa nè. Nè nó non, nó không có rách nữa, chú mình dễ quấn nữa. Rồi, thôi mới cắt được tàu lá chuối rồi. Đây một mình quấn vô nó cũng không có tốn lá nhiều. Đây mình rửa rồi chùm bao á, nó bỏ vô miếng muối nè. Để cho tan hết. Chùm bao vậy coi vậy chứ nó nói vậy nó cũng hay có sâu sâu lá của nó. Chút 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 thôi mình không có thấy được. Nó có mình bỏ muối vô, mình có muối có nó cái nó rớt ra hết à. Chùm bao ngộ không, rửa càng rửa nó càng có bọt. Người ta nói là chùm bao ăn dễ ngủ, mỗi lần mình nấu nước mình uống, mình nấu chừng hút nhúm nhúm vậy là mình nấu trong ấm nước mình uống trong ngày dễ uống lắm, thơm lắm. Cái chất ngán của nó rửa vậy cái nó bọt không à. Rồi giờ xong rồi chùm bao, giờ bắt đầu măng cá nè. Măng cá này chút nữa măng cá này là mình nướng cá nướng dầm nước mắm chấm chùm bao luộc thôi. Xương xong mới ăn rất mắc cổ ngang. Cá ta mình cạo, cái này nó sạch ta. Cá mình nướng than á, nướng than á mình sợ nó cháy đó, còn mình quấn lá chuối vô mình nướng nó khỏi sợ xét sợ gì hết trơn luôn. Tại đừng mưa là được. Này mà đặt miếng lá chuối này để chút nữa mình quấn vô con cá mình nướng nè. Cá mình nướng mình cũng khía sơ cho nó hai khía là được. Mình khía vậy cho mình chút mình ớp cho nó thơm gia vị vô thôi. Gia vị ớp thịt nướng á, nó cho nó vô cái dĩa này đây. Nó chừng 2 muỗng à. Rồi, đó, nó thành tiếng bằng. Cho nó một phần tỏi nữa, nửa muỗng bột ngọt nè, một muỗng hạt nêm,
cho nó vô miếng ớt đó, đợi đó. Một muỗng dầu ăn, má ớt nó pha lên cá, nó ra nó gớt ngay cái này vô đây cho mình cá cho chút nó thơm hơn. Quấn ra miếng lá chuối này, mình quấn nó lại cái là mình chút nữa mình nướng, mình khỏi sợ khét, lửa già mình cũng không sợ khét nữa. Cô ơi đem cá ra cô ơi. Ôi thăng không chưa, thăng lực rồi mới được nha. Quá lửa lớn luôn. Rồi nè, cô ướp xong rồi nè, ướp rồi nè. Quấn lá chuối nữa nè. Cho mình nướng cá nướng ngoài trời luôn. Gió quá mình nướng không biết chừng có chừng nào chín hay không biết nữa. Máy này mình để cứng nào còn cứng nha. Cái con này để cô lấy lên cho bỏ vô cho. Đó, lâu lâu cái mình về vậy rồi về con về vậy cái cô làm vậy hay cô cháu mình nướng nè. Đỡ quá đỡ lại. Cái nướng này mình không có sợ, nó đừng có sợ à, không sao đâu, tại mình có bớt mấy lớp lá chuối nè. Bắt đầu ngon nghe mùi thơm rồi đó. Mình cỡ nó qua vô rồi, cỡ nó qua. Chút vậy mình nướng cái lá chuối nhẹ ra, chút cái nó rọt nước ra hết à. Trước giờ cũng có ăn cái này món này, cái là chưa hả? Vậy hả? Tại mình cô nướng vậy cô sợ nó mình nướng để con cá lên luôn vậy á thì sợ nó trái hổn á, cái nó khét lắm, nó mau lắm. Rồi mình quấn vậy là mình chút nó chín con cá tới trong luôn. Cái này là mùi ớt chấm là đúng bài luôn. Nước mắm y chấm với rau luộc, nước mắm y chấm với rau luộc ăn ngon lắm. Cái lá chuối mình nãy con cá mình nó chín rồi nè, nước con cá ra rồi đó, đó nè này bác, đó nè nó thấm thấm rồi nè, chút nữa mình phải gỡ này nè, mình gỡ mấy cái này cho khóc, lá chuối mình gỡ vậy chứ, nước than gì chút xíu nữa mình ăn, mình nướng cá này còn than không biết có gì mình nướng nữa ngon ha. Nghiêu sò gì đi ha. Nghiêu sò vậy đi. Coi nhân báo. Dạ, dạ, coi dạ. Coi bác. Rồi, nó bắt nước lên luộc chùm bao nha. Luộc chùm bao cho muỗng hạt nêm mà thêm miếng nữa cho nó mặn mặn vô luộc chút nó mới ngon. Đây cho nó lên 2 muỗng đường, mình luộc 2 muỗng đường cho cái chùm bao mình nó xanh nó ngon nó đẹp. Nước sôi quá chừng sôi luôn để ra đây mà luộc chùm bao, mới bỏ chùm bao vô mới luộc. Rồi đây nó bỏ chùm bao vô luộc. Chùm bao này mình luộc cho nó chín á, nó chín thiệt chín á, mình ăn nó không có nhẵn. Nó luộc như rau muống, mình nước sôi mình trộn qua trộn lại, mình gấp xuống một chút á, mình ăn nó hơi nhẵn nhẵn. Cô ơi đem cái đồ đựng cá ra cho con đi, con bỏ cá vô nè. Rồi, cá chín rồi hả cháu? Dạ dạ. Rồi. Nè. Cô ra cô bẻ cái lá sen nè.
vô cái mình lót lên giả vậy mới đẹp chứ. Lá sen bẻ con thấy con sợ con đang sợ là nó sẽ vỡ đây thôi. Từ từ nhẹ nhẹ coi cháu ơi, sáng này không chờ cô, chờ con cảm này cô, con lấy cái xuống ra coi chính không cái đó đi, cái đó với lại cái lũa hả, cái này để bao nhiêu trăm mình sẽ cho đây cô giữ đúng quá, đợi đúng chưa, đợi đúng chưa, để con rồi thôi kệ đi, nó đẩy xuống vậy đi, đâu đâu đó rồi. Rồi giáo, hôm nay là giáo xuống là cô không biết gì hết, cô mua cá rô hồng nướng. Không biết con thích không, thử coi con thử. Cái món nướng là con khoái rồi, cái gì nướng không? À, đó, mình đó. Cá đầu tiên ăn cá nướng này con thích nữa. Đó, nãy thử cho biết. À, cô nướng mới đầu lửa nó nhiều quá, cô quấn cái chuối nướng. Dạ. Là nướng vậy á, nó hơi dính vậy chứ mình gỡ mình ăn ngon giáp. Dạ. Rồi, cho thôi, nó khô. Gỡ mình ăn giáp. Thích ăn thế nào? Đó, gỡ đi. Rồi, đó. Rồi, nãy có ớt nữa mà ngọt cực luôn, thịt ngọt lắm. Rồi, nè, ăn thử ngon. Cặp với ăn với chục bao luộc nè, chấm muối ớt hả? Còn cái chấm nước mắm y thôi. Thôi, hết muối ớt, muối ớt lặn canh vô. Cũng được đó. Quá. Ăn chục bao á. Cái này là đồ nhà không là ngon. Rồi, quá ngon. Ớt vừa thơm thổi, ngọt quá ha. Ngọt thịt lắm cô. Đó, cái đồ nướng vậy á. Cái này hết con rồi quá. 10 con ăn cho hết luôn. Ngon quá. Muối ớt kìa. Cô chấm thử coi, muối ớt ăn cũng ngon lắm. Đúng rồi, muối ớt này. Tệ lắm không? Muối ớt ăn thì có chanh á, ngậm nó ngon. Không, cá nướng muối ớt ngon. Là có món nướng nào cứ kêu con về. Có phụ cho con rồi, con ăn. Mình ăn đơn giản vậy mà ngon quá bác ha. Dạ. Cá rô hồng nướng ngon quá, muốn giờ con làm món này á. Cái món này nhưng mà hơi cực tí là phải nhúng than ngồi canh lửa đó làm vậy chứ, nói vậy chứ mình có củi mình đút dưới trái củi thành cái than lên là chút xíu à là nó lừng ngon lắm. Ăn như chùm bao về tối ngủ im mình lắm, dễ ngủ hơn hả? Dễ ngủ thiệt, cái đó nó thiệt. Con chùm bao đây cũng biết có thuốc, thuốc có vị thuốc nhưng mà không biết là trị bệnh gì, như mát người quá, mát người dễ ngủ. Nay hả có cháu mà xuống cái mà không biết làm gì hết, có chùm bao ngon quá mình ra bẻ chùm bao giờ mình luộc cái mình nướng cá rô hồng đãi cho cháu một bữa thì thôi thấy ngon quá. Rồi xin bye bye.